Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Sáng ngày 9 tháng 7, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên cho biết, cơ quan điều tra đã tiếp nhận hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam hung thủ dùng hung khí tấn công nữ trung tá công an ở huyện Hoài Ân đó là bị can Nguyễn Văn Đức, 44 tuổi, ở khu phố Gò Cao, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân. Bị can này bị điều tra về tội giết người. Theo Đại tá Nguyên, Đức là người đã có hai tiền án về các tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và một tiền sự về cố ý gây thương tích. Sáng ngày 7 tháng 7, Trung tá VTAV, 45 tuổi, công tác tại Công an huyện Hoài Ân, đang điều khiển xe máy trên đường thuộc khu phố Gò Cao, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, thì bị Nguyễn Văn Đức đi xe cùng chiều dùng hung khí tác động vào đầu. Sau khi bị tấn công, Trung tá V ngã xuống đường. Tên Đức vẫn tiếp tục dùng hung khí ra tay cho đến khi bà V không còn phản ứng. Sau đó Đức chạy xe đến công an huyện Hoài Ân tự thú. Bà V bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Bệnh nhân được phẫu thuật sau đó. Đại tá Nguyên cho biết trước đó, Đức cố ý gây thương tích đối với em rể của Trung tá V và bị xử phạt hành chính 6,5 triệu đồng nên nảy sinh ý định trả thù khi thấy nữ trung tá công an mặc thường phục, chạy xe máy trên đường, Đức tưởng đó là vợ của em rể trung tá V nên ra tay. Đại tá Nguyên nói, hành vi của Đức rất dã man khi tác động tới 4 lần vào đầu nạn nhân. Cũng theo đại tá Nguyên, trung tá V hiện đang là đội trưởng đội quản lý hành chính công an huyện Hoài Ân. Sáng ngày 9 tháng 7, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, bác sĩ Võ Thành Nam Bình cho hay, hiện tại tình hình sức khỏe của nữ trung tá V vẫn chưa có biến chuyển tích cực. Bác sĩ Bình nói, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân V vẫn diễn biến xấu, về chi giác vẫn không thay đổi, hôn mê, về xét nghiệm vẫn rối loạn điện dài, tình hình vẫn còn rất nặng.